Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh đồ lót 12 giờ. Chúng tôi chuyên bán các mặt hàng thời trang, váy đầm, công sở và các mặt hàng thời trang khác. Đồ lót là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của chị em phụ nữ. Chị em thường truyền tay nhau, chồng có thể thiếu nhưng không thể thiếu đi đồ lót được. Một số khác thì cho rằng, nếu ra đường mà không có đồ lót, chẳng khác nào không mặc đồ cả. Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh tất cả các loại áo ngực, đa dạng về màu sắc, mẫu mã, từ những mẫu áo ngực mút dày đến mút mỏng, không gọng đến có gọng, những mẫu thiết kế trơn đến những mẫu thiết kế riêng, những mẫu dành riêng cho người mập đến những mẫu dành riêng cho người gầy. Và những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực lép cũng có những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực khủng. Và khách hàng có thể yên tâm thoải mái lựa chọn những mẫu ưng ý, sẽ tùy vào kiểu dáng và kích cỡ vòng một của mình mà chọn cho mình những chiếc áo ngực ưng ý nhất. Nên mặc áo ngực như thế nào để đảm bảo an toàn cho vòng một? Theo khuyến cáo của một số chuyên gia, để đảm bảo sức khỏe và tính thẩm mỹ, phụ nữ nên mặc áo ngực đúng lúc và đúng thời điểm. Vậy nên mặc áo ngực như thế nào để đảm bảo an toàn cho vòng một? Cùng thời trang 12 giờ tìm hiểu nhé. Khi chọn áo ngực, chúng ta nên chọn những chiếc áo có kích thước vừa vặn, không quá bó mà cũng không được rộng quá. Điều này sẽ giúp định hình vòng một mà không bị bó chặt gây khó chịu. Nên chọn những loại áo ngực có chất lượng tốt, thời trang 12 giờ. Những loại áo ngực có chất liệu mềm mại, thấm hút mồ hôi để giúp cho vòng một luôn được thở và khô thoáng. Những khi hoạt động mạnh, hoặc thể dục thể thao nên chọn những loại áo ngực chuyên dụng để tránh tình trạng rung lắc của bầu ngực và cố định vòng một một cách tốt nhất. Nên tháo áo ngực những lúc thư giãn, nghỉ ngơi để vòng một được phát triển tự nhiên và được thở. Những người có vòng một quá khổ thì nên chọn cho mình những chiếc áo ngực mềm mại, thoáng mát, đệm không dày quá, ôm sát và khít, tránh tình trạng thể rong nhiều sẽ giúp vòng một giảm bớt nguy cơ chảy xệ. Không mặc áo ngực quá 12 giờ một ngày và cũng không nên thả rong quá nhiều, như vậy sẽ giảm được tình trạng chảy xệ đáng kể. Chúc tất cả bạn gái có được một vòng một như ý và hãy tham khảo những mẫu áo